Kinh Sư Tử Hống. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã an cư mùa mưa tại Savatthi. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi hành hóa khắp nơi. Này Sariputta, nay ngươi hãy tùy thời mà liệu việc. Rồi Tôn giả Sariputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi một tỳ kheo, sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sariputta đã xúc phạm con rồi bỏ đi không xin lỗi. Thế Tôn cho gọi một tỳ kheo: Này tỳ kheo, hãy nhân danh ta đi đến nói với Sariputta. Thưa hiền giả, bậc đạo sư cho gọi ngài. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với Tôn giả Sariputta: Thưa hiền giả Sariputta, bậc đạo sư cho gọi ngài. Thưa vâng, này hiền giả. Tôn giả Sariputta trả lời tỳ kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana và Tôn giả Ananda cầm chìa khóa đi quanh tịnh xá thông báo rằng: Chư Tôn giả hãy vân tập, chư Tôn giả hãy vân tập. Nay Tôn giả Sariputta sẽ thưa chuyện trước mặt Thế Tôn bằng tiếng gầm con sư tử. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi bên cạnh: Ở đây, này Sariputta, một bạn tu của ngươi có điều bất mãn với ngươi, đã phàn nàn với ta rằng Sariputta đã xúc phạm vị ấy rồi bỏ đi, không chịu xin lỗi. Bạch Thế Tôn, làm sao với một người đã an trú thân hành niệm lại có thể xúc phạm một bạn đồng tu rồi bỏ đi không xin lỗi? Bạch Thế Tôn, giống như trên mặt đất người ta quăng liệm các thứ sạch sẽ, các thứ xú uế, phân người và thú, nước tiểu người và thú, nước bọt, mủ, máu. Tuy vậy, mặt đất không bận lòng, không xấu hổ hay không nhờm gớm. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con sống với tâm niệm như mặt đất, cởi mở, bao dung, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, giống như trên mặt nước, người ta rửa các thứ sạch sẽ, các thứ xú uế, phân người và thú, nước tiểu người và thú, nước bọt, mủ, máu. Tuy vậy, nước không bận lòng, không xấu hổ, không nhờm gớm. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con sống với tâm niệm như mặt nước, cởi mở, bao dung, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, giống như ngọn lửa thiêu hủy các thứ sạch sẽ, các thứ xú uế, phân người và thú, nước tiểu người và thú, nước bọt, mủ, máu. Tuy vậy, ngọn lửa không bận lòng, không xấu hổ, không nhờm gớm. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con sống với tâm niệm như ngọn lửa, cởi mở, bao dung, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, giống như làn gió thổi qua các thứ sạch sẽ, các thứ xú uế, phân người và thú, nước tiểu người và thú, nước bọt, mủ, máu. Tuy vậy làn gió không bận lòng, không xấu hổ, không nhờm gớm. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con sống với tâm niệm như làn gió, cởi mở, bao dung, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, giống như một tấm rẻ lau,
được dùng lau chùi các thứ sạch sẽ, các thứ xú uế, phân người và thú, nước tiểu người và thú, nước bọt, mủ, máu. Tuy vậy, tấm rẻ lau ấy không bận lòng, không xấu hổ, không nhờm gớm. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con sống với tâm niệm như tấm rẻ lau ấy, cởi mở, bao dung, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, giống như một đứa nam nô hay nữ tỳ, tay cầm bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn với một tâm trạng khiêm hạ. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con sống với tâm niệm của một đứa nam nô hay nữ tỳ, cởi mở, bao dung, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, giống như một con bò đực bị cưa sừng, ngoan hiền, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không dẫm hay húc một ai. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con sống với tâm niệm giống như một con bò đực bị cưa sừng, cởi mở, bao dung, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, giống như một thiếu nữ hay thanh niên trẻ tuổi, xuân thì, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ sợ hãi, xấu hổ, chán ghét khi một xác rắn hay xác chó hoặc xác người được treo vào cổ người ấy. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con coi rẻ, thấy thẹn và nhờm gớm với tấm thân hôi thối này. Bạch Thế Tôn, giống như có người mang một cái túi đầy mỡ với các lỗ thủng lớn nhỏ bị tuôn chảy, bị rò rỉ. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con mang tấm thân này có các khiếu lớn nhỏ bị tuôn chảy, bị rò rỉ. Bạch Thế Tôn, làm sao một người đã an trú thân hành niệm lại có thể xúc phạm một bạn đồng tu rồi bỏ đi không xin lỗi? Rồi tỳ kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội, vì sự ngu xuẩn, vì sự vô minh, vì ác ý, con đã xuyên tạc tôn giả Sariputta không đúng sự thật, vô cớ, bịa đặt, không bằng chứng. Mong Thế Tôn ghi nhận việc làm ấy của con là một lầm lỗi để con không còn tái phạm nữa. Này tỳ kheo, thật là một trọng tội, vì sự ngu xuẩn, vô minh, ác ý, ngươi đã xuyên tạc tỳ kheo Sariputta không đúng sự thật, vô cớ, bịa đặt, không bằng chứng. Này tỳ kheo, vì ngươi đã thấy đó là một lầm lỗi, đã nhận lỗi đúng pháp, ta ghi nhận sự hối cải này của ngươi. Này tỳ kheo, đây là một sự tiến bộ trong pháp và luật của Bậc Thánh. Những ai có lỗi biết lỗi, nhận lỗi đúng pháp để không còn tái phạm về sau. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta, này Sariputta, hãy tha thứ kẻ ngu si này, trước khi ngay tại chỗ này, đầu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho tỳ kheo ấy, khi vị ấy nói với con lời xin lỗi.